Vâng, mở quả là mapping. Roma. Ok, còn Roma. Và chúng ta sẽ đến với cả xe đấu thứ hai trong trận đấu đầu tiên. Ở chim sẻ đến áo người cầm Magic, Mạnh Hào cầm Phô, Chip Boy cầm Min và Trứng Ghét người cầm cho Son. Quân bên đội bạn có chim sẻ đi nắng là cũng như là Mạnh Hào cầm hai hàng tuyển với cùng. Phô là một loại quân ép đời nên tính là hàng tuyển rồi. Phô và Egypt. Phô, Egypt. Quân bên mình là Min, Baby, Egypt và Zone. Ở bên mình cũng có Egypt. Và chính ra trận đấu này thì mày mặt quân là cân đấy. 7-4. Và cảm giác như là rất cân trong trận đấu này. Ở bên mình thì có Egypt. Được, em chào anh Hiệp. Chào TD. Minh Hoàn giờ vị trí đầu cánh hơi thiệt thòi. Rất thích cầm Minh Hoàn giờ vị trí trong cánh đánh cung Nga. Đầu cánh đánh cung Nga thì mẹ anh xem coi nè. Biết từ người cầm Babylon giờ vị trí trong cánh. Và Si mang là hàng tuyển Egypt bây giờ vị trí ngoài cánh. Hàng gần em của Man này. Trận của Man. Quả đẹp. Egypt nhìn đồ đạc là đủ hết rồi. Hai hiệu. Hiệu voi quả phụ đầy đủ luôn. Có một cây gỗ 75 gần nhà. Phía xa xa là hai cây gỗ 75. Mở mắt ra như vậy là khá thuận cho bài Egypt này. Chỉ tiếc là nó rơi vào vị trí đầu cánh thôi. Liệu chiến thuật của bên Hà Nội trong trận đấu này là cái gì? Trong Min đầu cánh đến từ cái tủ văn lớp. Đang xi măng gặp xe giò ở vị trí nào? Hai voi luôn này. Tưởng là trên đỉnh 12 giờ thôi, tranh thủ dò luôn hướng 12 giờ xem có kẹp hay không. Liệu Quýt có làm tân ra Nga để gánh team không? Những trận đấu liên tục gánh team đến từ game thủ cam Quýt rồi. Đúng, nó gỗ đẹp thế. Trong Quýt cái bài gọi là ưng ý thôi, cầm quân gì Quýt cũng có thể ok được hết. Mắc cho mẹ bình luôn. Bài Babylon cũng là khá tươi đến từ cái vùng công viết này. Yêu và ba voi được lùa về vị trí nhà chính. Con voi thứ ba đang câu về. Và chắc chắn là có bãi quả hay là có cái đồ gì nữa thì quyết mới không dò đồ. Có bãi quả phụ nữa thì do cái vùng công quyết. Vậy là lực như thế là quá tươi rồi. Xem quyết cầm cung đi ra ngang bắn chiếu chiếu hai ba nhà nó cũng phê. Rồi trở lại với màn hình của game thủ Văn Lớp. Xem Văn Lớp bài Minh Hoàn đầu cánh này có ổn hay không. Tài nguyên là cũng được rồi. Cũng có yêu, cũng có quả phụ và voi đầy đủ hết. Một bài cũng là tạm tạm đến từ game thủ Văn Lớp. Lực thi đấu là khỏe rồi. Xi măng báo về là 4 kẹp. 4 kẹp thì thôi để rô măng ở nhà mà chém luôn. Nhà 1-4 đi. 1-4 trận đấu này chỉ là game thủ Mạnh Hào thôi. Mạnh Hào là người cầm phô đấy. Cầm phô sẽ rất cặp phô tính ra về mặt quân là phô sẽ cân với cả zoom trận đấu này. Đang hy vọng rằng Tếu sẽ làm hoàn thành tốt nhiệm vụ mình, chỉ cần ôm bom với cả nhà phô này thôi là tươi. Ôm bom để mẹ. Và xi bằng Egypt sẽ đánh cái gì? Đó, bên kia báo về, Văn Lớp báo về là 1-1 xếp 1 dần. Những thời điểm quan trọng thì Văn Lớp thường là những người xem tham lai rất nhanh và thông báo mọi tin tức chiến thuật về cho anh em. Dân Nga đến từ gặp dân Nga luôn khả năng là cuối người Babylon, dân Nga luôn ghê ra căng. 9-4 mấy đây. Ồ vâng, phải sang 11 rồi thì tự nhiên nó lên chậm quá. Mà lên xong thì lực khỏe lắm. Ồ,
có thêm vị trí BS ăn rừng nữa. Vậy thì phải cố gắng đá chắc chịu con Hiêu về gần đây thôi. Zolanteo báo về là màu 4 là đánh cung. Ai à, màu 4 đánh cung và họ đang khung được nhà bằng mình bằng BE rồi. Đấy là một mặt thôi, không biết là mặt kia có khung được hay không. Xi măng báo về là màu 3 dâng chéo với cánh bên kia, cánh của Valor có một người đánh thôi. Màu 1 rơi vào vị trí 3 giờ. Màu 1 trong trận đấu này, chim giải đi nắng cầm hàng tuyển Egypt đây. Quyết công con cung tê vào vị trí trong cánh em ơi. Họ dâng lờ đấy. Và khả năng ở nhà đấy nó rơi vào vị trí tầm 4 giờ đấy. Tại sao tôi lại không nghiền? Tôi rất hay xem. Cái tôi rất hay xem như thế này. Vị trí 4 giờ đấy. Không phải, nói chung là mình cũng không phải là đam mê quá. Nhưng mà thực sự là tôi xem cái, nói thẳng ra xem cái này, nói chung là một phần là nó đánh cũng hay. Và cái thứ hai nữa là cái do cái thằng bình luận viên ấy. Cái bình luận viên nó nói chuyện từ vị trí 4 giờ hất ra giữa bàn quá luật luôn, là nói chuyện thì thôi rồi. Sự đi vào lòng người luôn. Thì Quyết sẽ dâng Nga đây thì sẽ là hơi bị lệch tâm một tí so với cả chủ lực bên họ ở chim giải đi nắng. Ông Xi Măng vẫn có một cái thế bài chủ động đánh sắc giỏ ăn hoang luôn trong trận đấu này. Văn Lâm sẽ là người solo với bầu ai. Phù nở ra chưa nào? Nở ra nào? Vừa miếng ạ. Ôi dồi ôi, ảo thật. Quả lạc đà nó còn quay đi rồi mà vẫn phù được. Chém xong rồi quay đi mà nó vẫn còn một cái tơn vấy. Quả đi, công nhận là hơi bị ảo. Và chúng ta sẽ đến cả Zoran Teo. Tấn công ca sang đồ. Nó công pháo luôn, bẻ kinh không? Phút thứ 15, đội bạn vẫn chưa bánh xe, có bánh xe rồi. Cung tê kìa, dã đầu cung tê đi em. Ôi đồ ta kinh ấy, chơi thì mẹ. Đang lùa dân 16 phút rồi chơi pháo, kẻ pháo luôn. Mẹ mẹ đang. Bốn nàng sách giỏ chạy lung tung. Ca sóc đều em ơi, ca sóc đều vào, có gì còn phá nhà họ cho nhanh, không cho ôi. Ừ, trời. Tê ơi, sóc ca đi em, sóc đều vào. Chúng ta đến với màn hình cái thủ Cam Quyết. Cam Quyết đã đục hộ sang vị trí nhà của màu 2 rồi. Thằng này dâng cung hay ghê. Nó tiếp tục bắn vị trí váy vàng của nhà màu 3. Dâng cung luôn. Trận đấu này thì chim sẻ đi nắng có đẩy đi quân đi thì nhà của Xi Măng cũng làm một cái bài gọi là ăn hoang thôi. Xi Măng cũng không hề xoắn trong thế trận đấu này. Ăn hoang sóc bọc đà đi co mẹ mày đánh chật lùng. Và Lâm đang trốn với mình kích ruộng khá ấm êm. Lâm ơi có làm tơn dâng A không em? Chuyển A dâng A hay không? Vì thế bên mình là không ai chủ lực nào có nhà đâu. Lâm có đi dâng A không? Vừa ốp và vừa dâng chuyển luôn. Phá nốt mấy cái nhà bê cơ nhà BA đi cho bố này hết pháo đánh đi mẹ kinh thật thì mẹ dân pháo đánh bạn đài. Màu 1 đẩy quân rồi. Chúng ta hãy xem cái tên cung ốp đến từ trong trận đấu này đến từ Hà Nội liệu có tô được bầu sang nhà ekip của chim giày nào hay không. Thế bên mình là không có nhà đâu. Chim sẻ lại thủ dâm thì mẹ mày. Đó, lạc đà màu 6 rồi, di chuyển dần đi. Đó, anh em tụ tập với nhau đi, cùng với nhau đi. Bên họ còn màu 1 thôi. Còn màu 2 ăn được khá nhiều dân rồi. Đó, xi măng được rồi, xi măng được rồi. Vào đi, Quyết đá vàng, Quyết đang vào đấu quân bình rồi. Bên mình không có chủ lực đâu. Ông Ban Lớp đang kéo thêm một kích lạc đà từ nhà chạy đi. Ông Quyết có thể dừng hình lại một tí được không? Đừng có dại đối đầu với cả Egypt, chúng ta mất. Ông giật lại tí đi. Đợi. Đi cùng với nhau thì lúc nào đi cùng với nhau thì đang chơi. Đồ nó vẩy e, chạy đâu.
Vâng, đang liên tục thao cầu đến từ Quyết trong cái tờ này, vẫn đang giữ được cái cung của mình. Vâng, xi măng vào sổ án luôn họ đi. Cung họ đi rồi đấy, cung họ đi rồi, em cứ tự tin mà sổ vào man thôi. Vâng, Quyết quay lại đi. À, từ. Qua đồng. Thì là anh bảo vào thì vào. Để Quyết bắn đi, rồi lạc đà vào đi, lạc đà vào đi. Chơi. Vâng, van lớp rồi. Bên phải, van lớp rồi, bên phải. Rồi, đang phải. Vâng, chưa nói trước điều gì nhá. Chúng ta đang có một lợi thế hơn trong cái tên quân này. Vâng, vào trong bên A đi. Nên nhớ là chúng ta phải cố gắng ngốp thành công vì chúng ta giờ thấy không có nhà có cửa đâu. Và phay cung đi. Vâng, Duong sẽ để cung bắn cho yếu lực đi dần dần. Ô ba đi. Vâng, cảm giác cái nhà có xẻ nó cũng bé lắm, nó cũng hốc, nó cũng bé lắm, nó cũng không có cái vẹo gì cả đâu. Mất tay rồi. Vậy em bắt dân đi. Phay. Mất tay rồi. Vâng, chim sẻ đang giãn dân của mình ra. Và quân họ vẫn đang có, và họ sẽ bắn rỉa quân mình đấy, anh em để ý quân nhá. Vâng, Van Lớp đang cũng kích lạc đà. Bên tay trái, quân họ bên tay trái, Van Lớp ơi, bên tay trái, bên tay phải không có gì đâu. Van Lớp xong gặp ở đây, Van Lớp ơi. Bên trái, đấy, xe xuống. Vâng, quân họ vừa mới tháo đi rồi. Vâng, tôi sẽ đảo màn hình liên tục cho anh em xem. Và kích lạc đà của Van Lớp rất đông trong trận đấu này. Vâng, xi măng báo về là chất sạch dân của chim sẻ thì nắng. Anh em quay bắt không? Vâng, xi măng tự tin chơi trong trận đấu này. Vâng, một mình xi măng chưa được em ơi. Vâng, giữ quân lại. Vâng, ít quá, quân mình ít quá. Bắn dọa thôi. Vâng, lạc đà ít máu lắm. À, muốn cái quân đấy thì để cho Van Lớp băm thì nó mới thích. À, Tếu vẫn đang ôm được vị trí nhà 14. Đồ lên đạp luôn thì mẹ này trông thế mẹ bảnh. Rồi chúng ta sẽ bơm đồ cho Minoan một chút. Van Lớp sẽ hồi lại cái kích ruộng này. Đó, kích ruộng này của Van Lớp sống rất lâu và bền bỉ. Vâng, đốt sạch nhà là lên để cho đấy. Là bàn mới để họ định cư lại thôi. Vâng, quản lý bản đồ đi. Mua là bà ơi. Vâng, tạt lên 12 giờ quản lại đi em ơi. Đừng để 1-4 trên đỉnh 12 giờ hồi nhá. Con mẹ thằng Ba Lớp này, mẹ nó muốn xi măng. Nó muốn là bà. Xi măng, xi măng, phay. Vâng, Van Lớp đi qua rồi. Nó quay lại quản lên đỉnh 12 giờ trước cái đá 12 giờ nguy hiểm hơn. Chim sẻ đi nắng, cái thế nhà nó cũng lung tung beng lắm. Quan trọng là trên đỉnh 12 giờ kìa. Quýt lên cùng luôn đi. Phi thẳng lên 12 giờ em ơi. Đi cùng cả Van Lớp. Thế trận này thì cũng chưa nói lên cái điều gì cả. Vâng, mà 4 bây giờ tụ được cái quân khá to rồi. Đây. Đang đuổi cái quân màu 4. Vâng, có ai lọt vào vị trí như 12 giờ không? Đừng để cái hốc đấy sống. Vâng, họ đang dụ lạc đà chạy ra xa đấy. Quyết lên thẳng 12 giờ đục vào đi. Bằng hai cung chủ lực của bên họ. Anh cẩn thận không vào đánh nhà này, nhà người khác bên họ lại hồi đấy. Xi măng quay lại quản là chim sẻ đi em ơi. Vậy thì tô bầu nhà 14 rất nhanh đi rồi chúng ta ốp lại chim sẻ. Có cung và lạc đà đi kết hợp với nhau. Cắt một nửa lại đằng sau em ơi,
Hải Đông là bà đánh lên đi cô mẹ đánh mất luôn rồi. Tách vài con chém lọt vào bên trong mà đủ. Mẹ anh ấy. Ta vẫn phải giữ quân. Địt mẹ là buôn lạc đà, địt mẹ cứ sòn sòn sòn, địt mẹ ba nhà xong đều quá luôn thật. Ban lớp đang sồ bên trong và bên họ đã tháo công chạy hết dân rồi. Cô mẹ đánh ảo thật. Một trận đấu gọi là trâu lạc đà đến từ một ban lớp và cân tim. Chúng ta còn phải quản lại nhà thứ hai là chim sẻ đi nắng luôn, sang nhà chim sẻ đi nắng luôn em ơi. Sang nhà quản luôn chim sẻ đi nắng đi, tránh trường hợp chim sẻ đi nắng lại hồi lại được. Chúng ta phải đánh liên tục cho đội loạn, không có nhà trong thế trận đấu này. Ở ngoài lớp chỉ cần cắt vài con lạc đà bên trong quản và màu 4 cho họ chậm phát triển lại tí, chúng ta sẽ tô lại màu 1. Nếu màu 4 lại hồi lại thì chúng ta lại quay lại chúng ta tô màu tiếp. Chúng ta phải đánh liên tục luôn. Đây đây đây, dân màu 1 cái quýt đây. Quýt. Zít đi em, zít đi em. Không có dân phải e đâu. Zít đi. Rồi, tút tham luôn. Tút tham với chim rẻ và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với màn hình bên Bùi Văn Lớp. Một kích lạc đà của bên Bùi Văn Lớp. Tham lai lạc đà lên 6. Vãi trời ơi, 6 kích lạc đà thịt mẹ mày. Băm luôn. Vắt trâu lạc đà đến từ cái thủ Văn Lâm trận đấu này. Và màu 2 đang tháo cống chạy khá tháo cống này, tháo cống này. Vâng, màu 1 đang có dấu hiệu rồi. Rồi, Văn Lâm Quýt cũng đang zip lại khá nhiều. Quýt quay lại quản lên đỉnh 12 giờ một tân. Đang rồi, chờ lạc đà vẫn không đến. Quang cam này dâng ấy hết cung rồi. Em quản lên trên đỉnh 12 giờ có cần quản lại không? Mẹ công bố giáp 2. Có chắc chắn là quản được không? Không quản được thì phải bảo nhá. Thế mà Quýt quay lại ốp lại nhà màu 1 đi. Quay lại ốp nhà màu 1 đi. Bằng tên cố gắng đẻ con người dò ra đi dò bản đồ nhá. Cố gắng đẻ con người dò ra dò bản đồ đi. Rồi báo về đây đang quản được rồi. Không sao. Giết chim sẻ thắng trong trận đấu này. Kia giết màu 1 nhá. Tươi, vâng, đang. Rồi, còn kích quân của chim sẻ thì đáng rồi. Quýt vào mà bắn đi em ơi. Cùng họ đi hết ra ngoài rồi, em cứ vào mang dân đi. Tươi đấy. Kiểu là tươi, địt mẹ. Phải nói là hai kích lạc đà của Văn Lớp trong trận đấu này đánh rất phiêu. Một trận đấu mà mi đoàn đánh trâu lạc đà. Phải nghe đến từ tiêu thủ Văn Lớp và phay dần đi em. Phay dần đi, cứ tự tin mà phay. Tiếp tục kích đưa khác đi quản. Vâng, tham lại lạc đà vẫn là 6 sợi. Và xi măng cũng đang chém. Vâng, đội bạn trận đấu này rất chi chạc. Vâng, liệu đội bạn có những cứ ai đó hồi và bơm đồ cho hai khu chủ lực hay không? Đúng là Việt Nam chúng chơi chảy cồ lên luôn. Cứ đánh cho đội bạn không có nhà đấy ạ. Và bắt quân nào. Vâng, chim sẻ đi đắng đang tháo cống. Vâng, quản lại vị trí 6 giờ nhá. Xi măng cái quả lại vị trí cả 6 giờ luôn nhá. Vậy thì để Quýt quay lại đi thì tránh trường hợp bên họ trâu ruộng ra bơm đồ. Bên họ mà không có người bơm thì họ mới đánh tiếp. Không có người bơm họ không đánh tiếp được đâu. Thôi quay lại quản màu 2 đi. Lớp đang kéo rất nhiều lạc đà chạy nhông nhông đi bản đồ kìa. Gặp cái gì không? Mày 70 năm phang lạc đà 3 kích. Cố gắng bắt đốt cái cung của màu 4 này đi. 3 kích lạc đà mẹ rồi, thằng này hư cầu ấy hơn. Ai thừa thịt thì bơm cho Quýt nhá, để Quýt có thể sóc trâu giờ ra. Cái gì đây? Rồi Quýt đang quản ở vị trí 6 giờ, đang quản sâu em. Ai có thịt gỗ đi bơm cho Quýt để Quýt trâu giờ ra tí nhá, đi quản cho nó nhanh. Không, bên màu 2 chuyển A này. Không, trên 9 giờ. Quản lại đi. Trong 9 giờ họ đã có cung A bắn rồi. Xi măng sẽ quản lại chim sẻ đi đá trong tuần đấu này. Vậy e đi,
Vâng, hai kích lạc đà của xi măng rồi. Xi măng sẽ quạt ở chim sẻ và anh em cứ ốp vào vị trí 9 giờ thoải mái đi. Vâng, Teo đang ăn được ruộng của Màu Ai. Màu Ai trong trận đấu này là Hello Chim Boy là cầm Min Oan. Tại sao không bơm cho chim sẻ đi mà chuyển A làm gây gì? Vâng. Không sợ, tham lại lạc đà mình là 8 sọi rồi. Ê, mẹ đông cung A nha. Vâng, có cung của Văn Lốc đâu. Mẹ mới chém. Vâng, rất đông cung Nga. Ô, thôi thôi, đi cùng một đường đi. Ui, dồi ôi. Mạt, mạt, mạt. Ui, dồi ôi. Phải có cung dầu bên mình nữa, bắn cung hỗ trợ. Nếu chịu được, địt mẹ. Vâng, điều lạc đà. Vâng, tươi đấy, vào băm đi. Vâng, cung giờ đang bắn điểm trợ. Vâng, cung Nga đang chết dần, chất mòn rồi. Tham lạc đà mình vẫn đang là 6 sọi. Chơi tiếp đi. Chơi tiếp đi. Chết đấy. Chết luôn đấy. Và có cung 1-4. Chết hết cung A bên họ rồi. Và họ đang vắt rất nhiều nhà. Và họ đang nở tham đấy. Cung của Quýt đâu rồi. Và số lượng cung 1-4 họ đang về cứu nhà 1-2 trong trận đấu này. Thụt con mẹ 80. Thụt con mẹ mất 40 lạc đà luôn. Vãi luôn. Vâng, 1-4 là tham cung. Quýt liên tục vào đi bắn dân bên trong. Vâng, Văn Lớp đang tụt xuống tham là 4 sọi. Và cung A họ vẫn đang nở. Và khả năng là giờ xi măng phải quay lại vị trí 9 giờ làm tơn em ơi. Được, phải nói là vị trí 9 giờ thời điểm trước thì Văn Lớp cũng vào khá sâu rồi. Có những cái tên mà Văn Lớp đã sổ lạc đà vào quản vị trí 9 giờ nhưng mà đi hơi lưng chừng chứ không phải sâu hẳn. Thằng tham bên mình vẫn đang đè đấy. Nếu tham lại vẫn là 2x. Rồi Văn Lớp lại tiếp tục sổ chém vào. Và cung 1-4 đi phát là nhà này lại chết tiếp. Vẫn ba nhà L đều đến từ cái của Văn Lâm trận đấu này. Vâng, chuyển lạc đà sang chém. Vâng, cung 1-4. Cung 1-4 thì cứu nhà xong bỏ nhà phát là Văn Lâm lại sồ vào 1-2 lại chết tập 2. Vâng, 1-2 chết rồi. Vâng, cung 1-4 lại quay lại rồi. Vâng, mày quá thì bây giờ 1-4 cũng lại quay lại. Đội bạn tại sao không đứng cung giờ lại ở nhà. Và bây giờ 1-2. Màu Hoài bắt hết dân rồi đi. Bắt hết, không cho chạy. Vâng, tiếp tục tăng L. Vâng, Màu 4 chỉ có quân thôi. Vị trí 9 giờ, 9 giờ. Vâng, Téo bây giờ đang có cái tham là 15 rồi. Quýt đã ra dần dân và ra dần ruộng. Vẫn tham 15. Cũng có thể sóc đều được 3 rồi đấy. Xi măng vẫn làm nhiệm vụ đi quản vị trí nhà chim sẻ đi nắng, không cho chim sẻ đi nắng ngóc đầu dậy. À, không biết là màu 4 ở đâu, thông báo về là màu 4 đang nở tham. Đây, bạn biết rồi. Nói nhỏ nhẹ thế mà đội bạn vẫn biết được. Thêm một cung giờ nữa. Không, tôi đang tính làm bình luận viên ấy. Tôi bình luận hết các loại thể thao. Đô là 1, đô là 2, đế chế các kiểu, chơi hết. Tụ lại biết cung được không? Chúng ta cần hấp diêm lại vị trí 9 giờ. Một là hơi thú vị ấy. Chúng ta tụ lại đi. Tôi là fan hâm mộ của bên bên GTV mà. Tiếp tục đi. Ông xi măng về đi em ơi. Chỉ cần tách một hai con lẻ đi quả với đồ rồi. Mẹ lạc đà đổ sang chém thì quả 40. Cái vị trí này là quan trọng đây. Công là đậm màu. Lùa như lùa vịt thì mẹ gọi là 52 phút trong game rồi. Mẹ chảy cố đã lần. Vâng, timeline Min Oan bây giờ vẫn là 6 sọi. Đang lên. Min Oan ở cùng ai là thắng.
có bao nhiêu đi cùng hết đi. 7 con cung thôi. Xi măng có hơn chục con lạc đà, đi vào cùng đi, vào cùng tớ này đi, được ăn thua chịu. Vâng, bên nọ là thế cung A. Vâng, và lớp. Vâng, cung bắn rỉa đi, cung bắn rỉa đi, cung bắn rỉa dần đi. Rồi kích lạc đà đang sâu vào nhá. Bình tĩnh. Có cung bắn là được rồi. Đấy. Vâng, đội bạn bò khá nhiều ông BE. Vâng, rất khó vào. Vâng, rất nhiều e. Téo đang đục ở vị trí bên trong. Téo vào đi, téo vào đi. Răng co một tí, răng co một tí. Rồi bây giờ chuyển đi, bây giờ cố không chuyển đi. Ê, mà trận này ở bên họ vẫn là đang rơi vào thế thủ thôi. Trận này chúng nó răng co nhau kinh ấy. Phải nói là cái tên vừa rồi thì bên đội bạn là bo những cái lớp BE và nó rất là khó chịu. Không, tôi chơi được hết mà, đế chế Starcraft rồi kể cả là cái War Melee luôn, ngày xưa War Melee tôi chơi cả War Melee mà. Chúng ta không góp được, chúng ta đứng nhà. War xây nhà ngày xưa cũng đánh luôn. Cả mấy thằng Blackmon các kiểu, gọi là chùm War Melee Việt Nam cũng đánh hết mà, mấy thằng quen nhau đánh hết mà. Đi thằng chơi được, đi đây đủ các kiểu. Thời Mai Quốc Tuấn, Mai Quốc Tủng kiểu tôi chơi hết, thì có cái gì không chơi rồi. Ở cố gắng chuyển A đi. Bây giờ thì hiện tại thì bên bạn đi luôn rồi. Chúng ta đè tham từ đâu đến cuối. Vì sao rồi? Và cuối cùng thì chị bòi là âm thầm lên cùng A. Đè tham rồi, thua rồi. À, phải nói là có một tôn rằng Van Lớp đã đi quản vào vị 9 giờ rồi nhưng mà không đi sâu vào hẳn bên trong. Quang tiếc. Ở thế trận này chỉ cần quản lý bản đồ tốt thôi là bên mình sẽ win. Hiện tại thì bên bạn Ion A không ốp và chúng ta đứng nhà thủ chuyển A có khi lại tươi. Rồi cố gắng chuyển A đi. Và cuối cùng thì chị bòi là âm thầm lên cùng A. Rồi to quá rồi, đánh rồi. Là có một tôn rằng Van Lớp đã đi quản vào vị 9 giờ rồi nhưng mà không đi sâu vào hẳn bên trong. Anh ấy để thì 8x nó lít bây giờ vào với anh em đánh chung luôn mà. Thế trận này chỉ cần quản lý bản đồ tốt thôi là mình sẽ win. Tranh thủ em xem vài C gọi là đế chế tí. Em mẹ nhạc nào em chẳng nhảy, có thứ gì em chơi đâu. Kể cả là anh có thích chơi cờ tướng, anh gặp em bên ngoài anh em mình so găng, làm gọi hai ly cà phê, mấy liều thuốc ngồi đánh nhau cả ngày cũng được vô tư. Môn gì em cũng có thể chơi được hết. Cờ tướng, cờ vua, đế chế, bia, bia, cái gì chơi được hết á. Nói chung là em học chơi cờ tướng để sau này gọi là tiếp mấy ông bố vợ thôi. Cả tiếp mấy cái người nó gọi là, nó thẳng ra là thường về già các cụ thường sẽ có cái tâm lý về chơi cờ tướng. Có thể ngồi ngâm nga để mà nói chuyện hay là để lấy lòng các cụ được. Cái đấy thì mình cũng đã gọi là được chuẩn bị trước rồi. Không vấn đề gì cả, rất là ok. Đánh tuy không giỏi nhưng có thể gọi loại là cũng có thể gọi là cầm cự được các cao thủ. Không phải bố vợ đâu mà là đa phần các ông người già thường về hưu công nó sẽ ít có cái việc làm mà thường thì người ta nghĩ về cái gọi là an hưởng, cái thời gian người ta rảnh rỗi ra nhiều. Thế thành ra những cái bộ môn thể thao người ta chơi đấy, có những có người thì chơi chim, có người thì
gọi là giải trí bằng cái cách nuôi gà, trồng lan, trồng cây. Nhưng đa phần họ đều có một điểm chung, đó là họ đều biết đánh cờ tướng cả. 10 người thì em khẳng định phải đến 9 người đều đam mê bộ môn này. Không có gì là quá lạ với cái việc môn cờ tướng này cả. Để học học sớm học muộn thì mình cũng phải học thôi. Đôi lúc đâu phải anh cứ nhìn em đánh Dota mà ở bên ngoài em đâu có biết làm cái gì đâu, đâu có biết gọi là ở bên ngoài ở thằng này mẹ suốt ngày thấy nó chơi nó live stream rồi mẹ nghĩ nó này thế nọ, mẹ chắc là đéo biết làm cái gì cho đời, đéo biết một cái gì cả. Thực sự ra mọi người phải gặp, mọi người phải giao tiếp, mọi người mới biết được là người ta có biết được hay không. Tôi không nói hay nói vượn hay là tôi không phải nói tự hào hay gì không, nhưng mà giờ có nhiều những cái mà nhiều cái tất nhiên không thể nào mình biết hết được, nhưng mà những cái mà nó gọi là cái gì đấy nó đi vào cuộc sống nó biết thì mình phải biết nấu nướng đi chợ. Thực sự nhiều người mà bảo tôi bây giờ như thế này, các bạn bảo tôi có đi chợ nấu được ăn không, các bạn có thể nói, các bạn có bảo tôi là có thể đi ra chợ mặc cả hay mua một cái gì đấy không, các bạn nghĩ tôi làm được không? Ví dụ ra mua một mớ rau chẳng hạn, biết giá để mặc cả hay ra mua một cái ký thịt chẳng hạn, có biết giá mặc cả không, hay biết giá lên ra xuống không, các bạn có nghĩ tôi làm được điều đó? Các bạn chỉ nghĩ là tôi đi làm ngày đi giao hàng rồi bán hàng rồi tối về deep live stream, không biết cái gì về cuộc sống bên ngoài, các bạn bao giờ nghĩ cái điều đó? Không ế thì em không ế, em không hề ế. Ở ngoài thực sự ra là cơ bản là em không thích lấy thôi, chứ còn gia đình rồi mọi người xung quanh người cũng có nhiều mối lắm, cũng có nhiều người giới thiệu lắm, nhưng mà thực sự thứ em cần ấy nó không phải là một cái người về chỉ để gọi là hai vợ chồng cùng làm ăn rồi hai vợ chồng cũng lo cho cuộc sống gia đình, tích góp dành dụng xây nhà cất đất rồi để dành cho tương lai rồi sống cuộc sống an nhàn. Em không cần những thứ đó. Nếu những người ta đến với em, người ta suy nghĩ, người ta đưa cho em nhìn thấy ở cái tương lai cô này chịu khó đảm đang, cô này có thể đưa đến mình cái cuộc sống có thể dễ thở, có thể chăm lo cho mình, em không cần những thứ đó. Bản thân em sống tự lập khá là được một thời gian, cũng khá dài rồi, cũng phải 6-7 năm nay rồi, tự chăm sóc được, tự nấu nướng, đi chợ, giặt giũ mọi thứ, làm những thứ ai hết, không cần phải một ai mà phải đụng tay hay là phải giúp đỡ em gì, kể ốm đau thì tận em tự chăm sóc luôn, em không cần một người để chăm sóc mình, em cũng không cần một người phải quá thời gian để kiếm quá nhiều tiền đem về cho mình, em không cần những thứ đó, em có tay có chân em có thể tự làm ra được những thứ đó, từ từ em cũng sẽ có nhà cửa đất cát mọi thứ, em sẽ có hết, người ta có nhà to và rộng, em không có, em có nhà nhỏ, có thể chui ra chui vào. Người ta có nhiều tiền, em không có nhiều tiền, mà em chỉ gọi là ở mức nào đó mình có công to việc lớn, hay là Tết đến mỗi năm mình về mình thăm bố mẹ ngoài kia, mình cho bố mẹ một ít, một chút một ít, rồi ông bà một chút ít, có cái đấy thì em làm được. Còn bảo cho nhiều không có, bảo mua này mua kia không có, về quan trọng tấm lòng thôi. Chứ còn bảo đem tiền ra mày làm đem về 20-30 triệu cho bố mẹ mày, nở mày nở mặt đi khoe hoàng, không có, em không sống cái kiểu đó. Mà vốn dĩ thực sự ra thì bố mẹ em cũng không cần những thứ đó, cái thứ ông bà ấy cần đó là nhìn thấy em trưởng thành thôi, chứ còn không cần phải mày làm giàu làm có hay là mày có nhiều tiền mày về cho bố mẹ, bản thân là ông bà ấy không cần, vì em sống ở ông bà ấy lâu rồi, biết quá tính rồi, ông bà còn cho em nhiều hơn là những gì em cho ông ý. Không phải là giới thiệu hay không, mà là xung quanh trong cái công việc hay là trong cái lúc em đi làm thì mọi thứ cũng có nhiều những cái vấn đề xoay quanh cái người con gái, hay người ta có gọi là mình, nó người ta mến mình thôi, mình không nói là thích, nhưng người ta mến, người ta cảm thấy cái con người này ở mình không nói mình rõ ràng, mình cảm thấy ít nhất người ta nhìn thấy được ở mình đó là ở thằng này chăm chỉ chịu khó làm, thấy nhìn
không cần biết nó có tiền hay không, nhưng mà thấy nó làm chịu khó làm cần cù từ sáng đến chiều. Đấy, nó làm không ngừng không nghỉ. Đấy là con gái là ok đấy. Còn đéo mà biết mày có tiền hay không. Cỡ mày chịu khó mày lấy về cứ bỏ con gái nó đỡ cực rồi. Đụng cái gì là mẹ có chồng đưa ngay ra gánh vác rồi, không phải sợ gì cả. Ít nhất là những cái người con gái người ta nhìn vào những cái người đàn ông ấy. Thứ nhất ấy, không phải quan trọng thằng nó có nhiều tiền mà đéo biết chăm sóc bản thân. Rồi đéo biết một cái gì đến đời, nấu nướng cũng đéo biết, chợ buống đéo biết. Sau này lúc mà có con có cái thì mẹ lấy cái gì ra mà làm. Mẹ chẳng nghe kêu xin về à. Đến lúc mẹ ơi chồng ơi, chồng nó vợ nó mẹ ốm đau chứ, chẳng nghe đéo nấu cho nó bữa cơm à. Không giặt cho nó bộ quần áo à. Đến lúc đấy nó bỏ hai đồ tại đổ máy giặt. Thì nhớ trường hợp máy giặt nó hỏng thì làm nào. Đéo biết giặt luôn để mẹ mấy ngày luôn à. Không có. Tôi vẫn quan niệm với cuộc sống bản thân mình tự lo cho mình trước. Thì nói thật ra là ai mình cũng có thể lo được nếu mà bản thân mình lo ok. Cuộc sống đầy đủ, nhà cửa, chợ búa, tự mình làm mọi thứ, tự mua sắm, tự lo cho bản thân. Đó, khi mình làm được sau này khi mình có vợ mình có thể lo cho người ta, nó là điều rất đơn giản. Còn thực sự khi mà để mà lấy vợ về mà xác định trong đầu ở kiếm một người mẹ nó giặt giũ quần áo, ờ kiếm một người chăm lo sức khỏe hay mọi thứ rồi mẹ nó kiếm tiền cùng để nó xây làm cho mày để mày giàu, nếu mà các bạn suy nghĩ như vậy nó cũng đúng, nó không sai. Vì khi các bạn suy nghĩ như vậy thì nó có nhiều cái nó lợi cho các bạn. Tôi cũng được học giáo huấn từ bố mẹ, rồi các từ anh chị, các bậc tầng lớp đi trên, toàn những người thành công trong xã hội cả, toàn những người có địa vị, không những có địa vị mà là những người thành công luôn, người ta chỉ bảo dẫn dắt về mọi thứ. Rồi tôi ngộ dần dần ra, gái thì mình có thể yêu nhiều loại, mình có thể chơi nhiều con, nhưng vợ thì mình chỉ lấy được một thôi. Các cụ có câu rồi, đội cứt lên đầu thì đâu chết, mà đội vợ lên đầu thì trường sinh bất tử. Đó là định nghĩa của cuộc sống rồi. Sợ vợ thì sẽ chỉ có một vợ, và có nhiều người bạn gái. Nhưng còn đéo sợ vợ ấy, thì sẽ có nhiều vợ. Mà nhiều vợ là nguy hiểm. Rồi bây giờ chúng ta trở lại với chủ đề ngày hôm nay, đó là Dota Osta. Chúng ta sẽ có những cái game đấu IH cùng với 8X. Ok, full screen, bây giờ sẽ là những cái đấu IH. Mình đánh kèo 5 năm rồi đánh những cái nó căng thẳng, thực sự mình thấy nó cũng có thú vị đấy, đánh nó thú vị đấy, và thực sự nó không mang hình thức để giải trí cho lắm, thì đôi lúc căng thẳng quá nó cũng không hay ho lắm. Nhưng căng thẳng quá rồi nhiều lúc cái tâm tư thì cũng như là cái tâm lý của mình nó sẽ thay đổi, đâm ra nó sẽ nhiều cái nó cảm xúc nó cuốn theo, và từ lời nói cho đến cách đánh nó sẽ thay đổi. Thank you.
Người ta biết chém cho nó vui là I can wait no longer. The hunter
Một giang kinh rồi. Này tôi phải đánh con gì đây? Đã lấy cái súng trên đích nhắm mất rồi. Đã lấy cái súng luôn đấy. Trận này qua đây support rồi. Yeah.
đấy. Bây giờ là không đọc chat nữa rồi, bây giờ là chỉ có farm thôi, tập trung vào chuyên môn, đi lại fit. Cảm ơi, cái đồ con lấy đi gì vậy? Đọc hết bốn. Đọc hết bốn rồi mấy chạm số 8. Phúc, để ra mời Phúc. Phúc, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Mày thấy cái gì đây không? Điện quá thấy được. Chứ đi vô dặn không? Mày thấy cái dặn đi rồi. Mày thấy cái dặn tao đem được rồi. Chẳng thể nào mà giết được con đất choi này. Đi cùng ngang vào đường lấy cái rì ra mà giết. Đi và lát nhịp mà thôi. Now is the time. The end draws near. A wasted time. Justice will be done. Cho mình đèn đi luôn. Tao phải đọc mấy đúng quá ha. Bọn ở lan nào ạ? Bọn cũng biết luôn. Chưa nhìn thấy mặt mũi bọn đâu cả. I can wait no longer. We're wasting time. Bảy trăm tiền, từ dự là khoảng 8 nữa cầm cái hang ra. 8 phút là sẽ có hang đấy. A shell turret. Làm tí không anh gặp cho anh. Justice will be done. À, cung mình. À, chè. I can wait no longer. Oh, God. We're wasting time here. Now is the time. I can wait no longer. The hunter waits. We're wasting time here. I'm not finished. I can't help. I'm guilty. Đứng cái kiểu gì mà ta đeo vào 9 là phút thứ 7. Bộ thần rùa hạ ra. Sao này? Chỗ mình à? Chỗ con luôn. Nó mắc rồi. A shell turret us. I can wait no longer. Have engaged and guilty will suffer. Ha ha ha.
Then guilty will suffer. Mình đang tập trung pha nha. Từ từ thôi. Đã thua. Chưa đánh đã thua rồi. Justice will be done. I can wait no longer. We're wasting time here. Nào, đánh chúng ta biết là thua chứ. Chưa đánh thì chưa thể nào mà thua được hết. I can wait no longer. Nào, đánh chúng ta là khỏe đây. Justice will be done. Justice will be done.
một k tám tiền. Cái gì cho team cũng khỏe hơn một chút nhé. I can wait no longer.
skill 1 của nó bắt được cái hit đánh. Mất được blink. Đánh cháu dã thôi. I can wait no longer. Bỏ mẹ cái hộp đâu vậy?
Lâu quá, đội thằng quan trọng là nếu được giết tôi thôi.
bò nó có gì tay nó sao không? Cái lòng mái chỗ bắn gì có vậy? Cái gì chủ ta chết mày. Mới vô nhà đẻo kìa. Mất tiền, mất tiền, mất tiền, mất tiền, tốt không? Mất tiền. Trời ơi, hụt má. ICRG, đi tùng béo, 1P. Hiện nay, đang, và hắn ta biết thang qua support. Nhìn nó thì ghê luôn. Trời ơi, đứng tay luôn, đứng tay luôn. Nó dồn tay luôn, tay một vậy, tay không phải tay nó cái không đâu. Thế nào, thế nào, thế nào, xuyên máu rồi. Thế nào, thế nào, thế nào, xuyên máu rồi. 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 Thế nào, là 1.26 mà không thấy hot. Chắc là do gai đang đấy. Don't rush me. Nâng lương. Shake that right up. Chặt bỏ ra chặt. Đây rồi, đây rồi. Các bạn ơi, nó làm chặt gì? Ờ, đây hồn, nó thấy nó bỏ mà. I'll get that mixed. Shake
Okay.
đây rồi. Sợ mình có mạng rồi. Ủa, ta đâu, chết rồi hử. Vừa qua đi. Chạy đâu, cản luôn, không được chạy. Chết không được, có thể gì hết. Đấy, ít phải được mà. Sau đó thì chết. Lấy được một mạng để mua cái giày. Thật là khổ trận đấu này. Chạy ra đổ bá. Đang học bố cho anh chẳng biết. Đi check để gây sức ép thôi. Mặc dù đã chết khá nhiều, chúng nó nhìn thấy mình check thì chúng nó mắc dáng như sao. Có thằng đấy hiến mạng, thằng đấy hiến máu. Phải hình. Cái lồn vậy? Tụi nguyên lồn mất được tụi nửa cây đó đâu à. Ôi con này, đúng lẹ luôn. Bú cái lồ á. Bay lá đùng ra đây lại. Cái gì cái ra vậy? Ai sai thì chết. Hai đấu nha, hai đấu nha. Hai đấy, hai đấy. Mình đến cứu đây. Tuyệt vời. Chết, đấy. Hay chưa? Nữa lại bước đi chưa? Mình đã sai rồi. Bắn cái lồn. Công tắc đi doa cũng chỉ có như vậy mà thôi. Không cần nhiều ở bên đó ra đâu. Hai mạng, hai chết ba rồi đấy, đơn giản thôi nhá. Ba được, đá phang cho. Lẹ, có người. Chưa rồi, đi binh thôi. Đúng bó ấy à, đây. Về, hết mana đi check rồi. 700 tiền, lên được cái bình hơn rồi. Nào xin tân tiễn về người ta. Chà,
Đi còn mẹ phải lôi được xuống. Lao xuống nước. Cái lầu má mình thanh niên lầu kéo lên. Quá một kéo cả lầu cả hai cả lúc ra phan bóng mình. Dạ. Lao. Này vô nè. Con này đây, con này đây. Con này đi mà sẵn cái gì rồi chứ. Cá đâu rồi? Con đó hả? I'm
con nước và những con mạng thì ai trong đây có nè. Cái bóng nó cũng đuổi nhau vì vãi lìn ra. I'll shake that right up.
Thịt con mẹ nó tọt vào bãi luôn. Đã về thì mình ăn mạng thôi. Đau quá, cộng cả gợi say trong người nữa. Vừa sao quá, vừa sao rồi, quá là đây rồi. Bây giờ bye bye. Ủa, 20, con có 2 người vậy? Con cả Zilai và bà đấy đã chết. Nó chết mày. Cái nha, chết rồi. Cắt ung thi. Đấy, đúng rồi. Hay nha, ung thi chuẩn đấy. Mà chân hít cũng tạch mỡ rồi. Này thì fam. Support mà cần đi farm đâu. Con bây giờ phải đi đánh nhau để cho con farm. Bây giờ đi farm con đi farm thì ba không có con farm là được. Ốp trên luôn. Đấy, có chỗ để mà farm. Ốp trên luôn con farm luôn nhá. Get that mixed up. I'm all stuck and ready to go. I'll shake that right up. Hey, 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 hey. Wanna blow something up? Bạn không lấy ra riêng là sai. Lấy ra riêng đi đẩy lan nó vẽ là đen rồi đấy nhá. Đâu thang đâu nó phan. Đó là sai. Okay. Don't rush me.
say that next time. Get your mama clock in there. I'll stop. You got it. I'll shake that right up. Yeah, fine, cocktail. Wanna blow something up? Khách nhà là uống tương. Tôi chưa có tiền để mua thôi. Có thì đừng hỏi. Cái chúng ta phá mắt ngay. Mình ngu quá. Mình ngu quá. Nên cái ấy là ngon rồi. Thì cái mẹ ra đi ăn tầm ấy đẩy lan. Không kéo cái pha ngon rồi. Bắn lên đầu để đi. Bye.
Còn gì sướng hơn vụ này.
này là gì cha? Cái chất của bà già, cái mắt này nó mất đi can là nó bị cooldown luôn rồi. Giống như cái mắt kia, phá đi can rồi. Mổ đúng lẻ thôi. Mổ đúng lẻ phá chết của con là điên cuồng. Đó là sao?
Vamos.
buồn như chuồn chuồn. Bây giờ quýt được, tôi phải cứu hắn. Để quýt trong giây phút đang ban căng như thế này. Cắm để cho xung pha, đưa lên xung pha. Chúng ta cũng phải biết là đi cắm này sẽ mắt nó ở trên đâu. Chúng ta không biết tình hình của chúng ta. Cái này dễ. Cắm mắt thì đi qua cắm mắt đâu. Chúng ta không cắm mắt thì ai đi cắm mắt nữa. Ta mẹ mất rồi. You got it. I'll get that next time. Get that mixed up. I'm all stuck. Ready to go. You got it. Don't rush me. Hurry, I got things to blow up. I'll shake that right up. Wanna blow something up? Care for a cocktail? You got it. Chúng ta đã lật kèo thành công vụ này. Hai hit sập nhà rồi, cố lên ăn chèn. Tại sao không chém nhà đi, chém người làm gì? Chém nhà đi là được hai đam rồi. Trời ơi. Vừa từ đấy các người cứ đợi đấy, ta đã có hai vừa thăm sao cho đến chuyện nó không phá được nhà nữa. Ready to brew. Rồi, vụ này là căng đấy. Là sao cưng. Hai cái ulti này, vãi lìn thật. Không bật được cái gì luôn. Vụ má, hai cái ulti này. Nó đang lên defect rồi. Bạn đang lên magic cầm trong người cũng chỉ để làm cảnh. Mà dù sao chúng ta đã có vẻ win rồi. Hai con chúng ta cuối cùng quá lớn. Việc nuôi cò đã thành công. Hết slot rồi.
cần nhiều slot quá, cần gì nó không cần slot nữa. Đừng ơn một phản đam, bao chip, magic, cái tay le cũng cần thiết. Bắt nữa là hết cả slot rồi. Không bật được, ở trong ulti của thời gian gần đâu. Thời gian nó lại sang defense. Ấn từ nãy giờ ấn mẹ gãy cả phím rồi không bật được nữa là. Chúng ta đã thành công trong việc nuôi co vụ này. Bảo mẫu mang tên ba ra điện thoại. Quá điện thoại luôn. Mưa đéo gì đây. Đây xuân để đi cắm mắt là con thật. Ủa văng ra ngoài luôn à? Tin vừa lại pick nhiều co quá, vừa đấy là mình pick co nữa chả đánh được. Nhiều co quá không đánh đâu. Trận đấy mà tôi cũng đánh sắp bot là thua chặt luôn đấy. Thua là phải. Ba khung đánh hay vậy thì sao không thua. Cao nhất là gì cơ? Tao cũng chả để ý, tao thích xem ở trong game thì có biết được bao nhiêu người xem được. Chia đi, chia tin đi. Baby gà bị lag rồi. Bật lại cái máy cái trọng nốt game về đó. Cái ngáo của tôi mới dẫn đến chiến thắng ấy, đùa đâu. Trên thì làm sao để squat
con đấy thì cần đến con nữa. Đấy, chặt chẽ là đã chung tin hộ lại mà xong sát ganh hở ganh đi đánh ganh hở ganh thì tôi sẽ đánh con gì bây giờ ta. À, như vậy là có cái doctor support rồi, ok, hay lắm. À, ấy là tôi là mày, nó rồi, đang chơi. Ta sẽ không phải chơi support nữa. Chơi support nữa. Ta sẽ chơi con Tilly. Được, cũng chất của đi gành cho mọi người xem. Tilly thấy có nhiều beta đánh lên trống không nhá, vào chiếc bên trống. Đi được farm không? Hay cho đi đi farm, đối lúc đi mít. Cũng được thôi. Mọi chuyện này là đơn giản. Không gì là khó cả. Cho một lúc mít, coi đỏ lẹ, hay quá, Tini được làm nết rồi. Tini được làm con rồi. Đi ông, hay quá, ha 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 ha. Đi đi. Tôi được làm con của này rồi đấy. Không ạ, không có biết chơi. Còn là không biết chơi thì đem lại những cái pick. Pick nó sẽ biết rất là nhiều. Con tìm gì nó không nói nhiều vậy. Thở, nhìn đợi thở với ta. Lướt và du được nghe. Quá sắp quan là quá sắp quan rồi. Bốn đấm. Đấy, có support là chúng ta dễ thở ngay.
Ủa sao vậy ta? Đang căng thì rất tuyệt đàn. Đang pha ngon thì nó lại quýt. Đây là thế nào ta? Đang hay thì rất tuyệt đàn. Dựng mạng một cái. Dựng một mạng. Support thì cùng cười lại quay trở lại với mạng lợn này. Mọi người đã gợi ý được chưa? Không hiểu. Từ đôi khi mạng nó bị trục trặc ấy, một thời điểm nó bị rớt hẳn mạng luôn. Cái trận mà bị feed nhiều thì nó đéo rớt, trận đang xanh thì nó lại rớt. Cái hot ạ? Cảm ơn mọi người theo dõi kênh channel của tôi.